Rau muống chống ung thư, chữa nhiều bệnh nguy hiểm, tốt như vị thuốc quý trời ban, gan thận khỏe như ngựa. Quý khán thính giả thân mến, rau muống là món ăn quá quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. Thế nhưng ít ai biết rằng loại rau này cũng là một vị thuốc, hỗ trợ phòng và chữa được khá nhiều bệnh nguy hiểm. Dưới đây là những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời mà rau muống đem lại cho sức khỏe con người. Thứ nhất, ngăn ngừa ung thư. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, rau muống giàu chất calulor, zinin và pectin. Trong đó, pectin có thể thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại, thanh lọc cơ thể hữu hiệu. Trong khi zinin có thể giúp cải thiện sức sống của vi khuẩn tốt, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn xấu và chống viêm. Rau muống là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giảm cân, hạn chế chỉ số mỡ máu. Trong y học cổ truyền Ấn Độ, rau muống được sử dụng để điều trị vàng da và các bệnh về gan. Rau muống có hàm lượng sắt cao, rất tốt để điều trị thiếu máu. Loại rau này cũng rất giàu chất xơ, có đặc tính nhuận tràng nên giúp điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa thường xuyên. Nguồn dinh dưỡng dồi dào với các vitamin và khoáng chất nên ăn rau muống cũng giúp phòng ngừa bệnh tim mạch. Rau muống rất giàu carotenoid, vitamin A và glutin. Ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp bạn có đôi mắt sáng ngời, tăng cường miễn dịch, loại bỏ độc tố. Một chế độ ăn hợp lý với rau muống sẽ giúp bạn hấp thụ đến 13 chất chống oxy hóa khác nhau, có khả năng ngăn ngừa ung thư. Những chất chống oxy hóa này giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Các chất trong rau muống rất có ích trong việc ngăn ngừa ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư da và ung thư vú. Rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng nhanh và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món rau này giản dị còn chứa nhiều các vitamin C và carotin giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món ăn kiêng tốt cho người bị tiểu đường. Thứ hai, rau muống có tác dụng cực tốt trong phòng chống tiểu đường. Một nghiên cứu của Đại học Kalina do tiến sĩ Malavihan phụ trách đã cho thấy khả năng giảm lượng đường huyết trong máu ở những con chuột bị tiểu đường khi ăn rau muống sống trong một tuần. Đối với các bệnh nhân bị tiểu đường type 2, khi được điều trị bằng dịch tiết xuất từ rau muống, mức đường huyết trung bình giảm tới 29,4%. Rau muống là một loại thực phẩm tuyệt diệu cho những người đang muốn giảm cân và giảm nồng độ cholesterol trong máu một cách tự nhiên. Một nghiên cứu trên chuột chứng minh công dụng của rau muống có thể giảm mức cholesterol và triglyceride. Triglyceride là một trong những chỉ số xét nghiệm của bộ mỡ máu. Chỉ số mỡ máu triglyceride cao có thể gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Thứ ba, tác dụng của rau muống bảo vệ sức khỏe tim mạch. Rau muống chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chúng cũng giàu vitamin A, C và beta carotenoid. Đây là những chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể, từ đó giảm mức cholesterol toàn phần, tránh hình thành các mảng lipid lắng đọng trên thành mạch gây xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch vành có thể dẫn đến bệnh thiếu máu cơ tim, cục bộ gây suy tim, nhồi máu cơ tim hay thậm chí là đột quỵ. Folate có trong rau muống sẽ giúp chuyển đổi hormone cysteine và một phân tử gồm 20 amino acid. Việc chuyển đổi này sẽ hạn chế nồng độ hormone cysteine trong máu tăng cao, giảm nguy cơ tạo thành các cơn đau tim hoặc đột quỵ. Magie cũng là khoáng chất có ích trong rau muống, giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất sắt trong rau muống rất dồi dào, nhất là giống rau muống đồng thân đỏ. Ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu và giúp phụ nữ bổ sung đầy đủ chất sắt. Thứ tư, rau muống trị chứng khó tiêu và táo bón. Rau muống rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
Chúng giúp giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ngoài ra, ăn rau muống còn giúp bạn nhuận tràng, rất có lợi cho những người mắc chứng khó tiêu hoặc dễ bị táo bón. Nước ép rau muống cũng được sử dụng trong việc điều trị nhiễm giun sán. Chiết xuất dịch trong rau muống có tác dụng tẩy giun rất hiệu quả. Thứ 5, rau muống giúp điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Trong y học Ayurveda, hệ thống y học Hindu truyền thống, người ta nhận tác dụng của rau muống để trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Một số nghiên cứu đã chứng minh chiết xuất dịch rau muống hỗ trợ bảo vệ gan khỏi các tổn thương do hóa chất gây ra nhờ các enzyme giải độc, các chất chống oxy hóa và chất phá hủy các gốc tự do. Ngọn đọt rau muống có thể dùng làm thuốc đắp để điều trị một số bệnh về da như hắc lào, nấm da chân. Đây cũng là loại rau có khả năng giúp ngăn ngừa ung thư da và trị mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến hiệu quả. Bên cạnh đó, đặc tính chữa bệnh và giải độc của rau muống giúp bạn giảm cảm giác đau, châm chích khi bị ngứa da do phát ban hoặc bị côn trùng cắn. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho muối và một ít rau muống vào bát chén rồi nghiền nát, sau đó dùng hỗn hợp thoa lên vùng da bị đau, ngứa rồi băng lại để giảm đau tại chỗ. Thứ 6 là chống lão hóa giúp mắt sáng khỏe và trẻ hóa da. Rau muống cũng như các loại rau lá xanh khác đều giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Điều này sẽ tăng cường khả năng chống lại các tác hại khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và làm giảm nếp nhăn trên da. Chính vì vậy, việc thường xuyên ăn rau muống có thể ngăn ngừa và đẩy lùi dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, nước ép rau muống cũng cực kỳ tốt cho làn da. Uống nước ép rau muống sẽ giúp trẻ hóa da nhờ khả năng loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Trong rau muống chứa nhiều vitamin A, C, carotenoid và glutin là những khoáng chất quan trọng làm da sáng và săn chắc hơn. Trong rau muống có chứa một hàm lượng cao carotenoid, vitamin A và lutein. Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho mắt. Rau muống cũng làm tăng mức glutathione, một chất đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Thứ 7, giúp mái tóc chắc khỏe. Nước ép rau muống không chỉ làm đẹp da mà còn có lợi cho quá trình mọc tóc, khắc phục tình trạng rụng tóc, giúp cải thiện cấu trúc và chất tóc. Uống nước ép rau muống kết hợp với rau diếp cá sẽ giúp bạn có được một mái tóc chắc khỏe, mượt và óng ả. Sau đây, Hello Basic sẽ hướng dẫn bạn cách làm nước ép rau muống kết hợp với rau diếp cá. Rửa sạch rau muống và rau diếp cá, bạn cũng có thể thay thế rau diếp cá bằng bắp cải. Cắt nhỏ lá hai loại rau, cắt thêm một lát chanh rồi cho tất cả vào máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố. Nếu dùng máy ép, bạn có thể có ngay ly nước ép thơm ngon. Nếu dùng máy xay sinh tố, hãy lọc qua dây bạn nhé. Mặt khác, bạn cũng có thể cho thêm nước cốt chanh hoặc ít đường vào để tăng thêm hương vị. Bạn nên uống một ly nước ép với công thức này mỗi ngày để đạt được hiệu quả tối đa nhanh nhất. Những bài thuốc dân gian tuyệt vời từ rau muống mà bạn nhất định phải biết. Nếu chỉ luộc, xào hay nấu canh thì chúng ta vô tình đã bỏ lỡ 3 bài thuốc tuyệt vời để chữa các bệnh về huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu cao. Vì vậy rau muống còn được coi là thực phẩm khắc tinh đối với bệnh tam cao dưới đây. 1. Hạ huyết áp dùng rau muống với trứng gà. Nhặt rửa sạch rau muống, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng chút gia vị. Làm nóng chảo với chút dầu mỡ, xào trứng vừa vón thành khuôn chưa chín hẳn thì cho rau muống vào xào. Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng ấm. 2. Giảm hấp thụ cholesterol. Rau muống kết hợp với thịt gà có tác dụng cho người mắc bệnh mỡ máu cao.
Tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Lấy rau muống, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, thịt gà thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng, thêm ít tỏi băm phi thơm, xào thịt gà nhanh tay lên cho lửa to vừa. Khi thịt gà gần chín thì cho chút gia vị vào đảo đều, tiếp tục thêm rau muống vào xào. Rau chín, thêm chút gia vị rồi ăn nóng ấm. 3. Giảm lượng đường trong máu, dùng rau muống với dâu ngô. Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường, rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản. Chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, dâu ngô 30g, thêm nước vừa đủ nấu thành món ăn. Chắt lấy nước canh để uống 2 đến 3 lần một ngày. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. 5 loại vitamin và khoáng chất không thể thiếu cho sức khỏe của bạn và gia đình. 1. Vitamin E. Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do từ bên trong và bên ngoài. Đây là lý do vì sao các nhà sản xuất mỹ phẩm bổ sung vitamin này vào các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ da. Vitamin E còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm sự thoái hóa điểm vàng. Có thể tìm thấy vitamin E trong đậu phộng, trái cây, trứng và các loại rau cải lá xanh. Không bổ sung quá 33 IU vitamin E tổng hợp mỗi ngày vì có thể dẫn tới suy cơ, xuất huyết não. 2. Vitamin D. Vitamin D là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe và hoạt động của hệ miễn dịch. Vitamin D cần thiết cho xương, được tổng hợp trong cơ thể sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ở mức độ vừa phải. Vitamin D tăng cường khả năng chống lại mầm bệnh của bạch cầu đơn nhân và đại thực bào, có tác dụng giảm viêm, thúc đẩy phản ứng miễn dịch. Những người thiếu hụt vitamin D có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên, bao gồm cả bệnh cúm và hen suyễn dị ứng. Ngược lại, bổ sung đủ vitamin D được chứng minh là giúp làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Các bác sĩ khuyến nghị lượng vitamin D cần thiết bổ sung từ 1.000 đến 4.000 IU mỗi ngày là đủ cho hầu hết mọi người. Vitamin D cũng được đưa vào nghiên cứu trong mối liên quan đến bệnh COVID-19 vì tác dụng của nó đối với hệ thống miễn dịch. Kết quả chỉ ra rằng vitamin D có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành và ngăn chặn tình trạng viêm trong hệ thống hô hấp. 3. Vitamin A. Vitamin A là hợp chất quen thuộc trong các sản phẩm làm đẹp da, có công dụng làm giảm nếp nhăn nhờ việc kích thích quá trình sản xuất collagen. Ngoài ra, vitamin A cũng giúp giảm chứng sa sút trí tuệ, đặc biệt trong việc học tập và ghi nhớ. Gan, sữa, nguyên kem, rau lá xanh đậm và các loại trái cây màu cam là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào cho cơ thể. 4. Vitamin K. Vitamin K quan trọng trong quá trình đông máu. Thiếu vitamin K có thể dẫn đến xuất huyết quá mức sau chấn thương. Nếu bạn làm công, việc có liên quan sử dụng dao nhiều hay yêu thích các môn thể thao mạo hiểm thì nên hấp thu đầy đủ vitamin K. Các thực phẩm chứa nhiều vitamin K là các loại rau cải lá xanh, trứng và phô mai. Tình trạng thiếu vitamin K ở người trưởng thành khá hiếm nhưng lại phổ biến ở trẻ sơ sinh. Đây là lý do vì sao trẻ sơ sinh thường được tiêm liều vitamin K trong bệnh viện. Bạn có thể sử dụng bổ sung vitamin K nếu mỗi ngày hấp thu dưới 120mg ở nam và 90mg ở nữ. 5. Vitamin C. Collagen không chỉ giúp cho làn da tươi trẻ mà còn là thành phần chính cấu tạo nên khớp và hỗ trợ các mô chống lại sự kéo giãn và biến dạng trong cơ thể. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng bổ sung collagen trong khẩu phần ăn hàng ngày rất tốt cho sức khỏe khớp,
Đồng thời, collagen sẽ giúp hỗ trợ quá trình tổng hợp sụn để khớp luôn khỏe mạnh. Nhưng chỉ collagen là chưa đủ. Để bảo vệ khớp khỏi các tổn thương gây ra do những liên kết bất thường, do các gốc tự do, chúng ta cần bổ sung các chất chống oxy hóa như vitamin C trong khẩu phần ăn hàng ngày. Vitamin C không chỉ hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen mà còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi những nguy hại do các gốc tự do gây nên. Vitamin C giúp thúc đẩy miễn dịch trong cơ thể, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, bệnh về mắt và sức khỏe thai phụ, sức khỏe da. Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây họ cam chanh, các loại dâu, bông cải xanh, ớt xanh nên không khó đáp ứng cho nhu cầu hàng ngày. 90mg ở nữ và 75mg ở nam. Vitamin C còn giúp rút ngắn thời gian bị cảm lạnh, giúp da sáng bóng và mắt khỏe mạnh.